Là một trong các hoạt động quan trọng về công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang các địa phương trong năm 2023. Thời gian qua, hội thi bí thư chi bộ quân sự giỏi đã được các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy quân sự tổ chức thành công tốt đẹp. Qua đó đánh giá đúng vai trò của cấp ủy chi bộ và đặc biệt là trình độ năng lực của bí thư chi bộ quân sự cấp xã, phường. Tham gia hội thi, bí thư chi bộ quân sự cấp xã, phường phải trải qua 3 phần bắt buộc: thi nhận thức, thi soạn thảo văn bản, dự thảo nghị quyết chi bộ tháng, năm, thi thực hành và xử trí hết tình huống. Tại quận Thanh Khê, trong ngày thi đầu tiên đã cho thấy sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo từ ban tổ chức để tạo không khí hết sôi nổi, thúc đẩy thí sinh quyết tâm tham gia đạt thành tích cao. Các quận huyện khác cũng tổ chức hội thi chặt chẽ, đầu tư về chất lượng với nội dung câu hỏi cụ thể rõ ràng, gắn chặt với quá trình thực hiện nhiệm vụ thực tế tại địa phương mình. Trong thí sinh có đồng chí là ủy viên ban thường vụ quận ủy. Nay là quận ủy xác định vị trí vai trò của các đồng chí bí thư chi bộ quân sự, nên quận ủy đã trực tiếp tổ chức hội thi và đồng chí phó bí thư thường trực quận ủy làm trưởng ban tổ chức hội thi. Ban giám khảo được quận ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ để làm ban giám khảo để đánh giá các thí sinh một cách công tâm, khách quan và chính xác nhất. Thực tế thì tôi nghĩ là những cái nội dung trong cái hội thi thì rất cần thiết cho cái công việc thực tế hàng ngày của địa phương cũng như là của bản thân tôi. Thì có nhiều vấn đề thì như vậy là qua hội thi thì sẽ giúp thêm cho bản thân có thêm nhiều cái kiến thức cũng như là thêm kinh nghiệm trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong cái nhiệm vụ của địa phương cũng như là của cá nhân của mình. Trong hội thi, phần thực hành hệ số điểm cao nhất gồm hai nội dung: điều hành hội nghị chi bộ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và xử trí một số tình huống về công tác tổ chức xây dựng đảng. Câu hỏi tình huống được ban giám khảo đặt ra ngay trong hội nghị, có sự tham gia của tất cả các đảng viên thực tế đang sinh hoạt tại chi bộ quân sự địa phương. Qua cái hội thi này thì cũng tham gia cùng với là các đồng chí bí thư của chi bộ, của các cái cơ quan quân sự của cấp phường, thì cũng qua đó thì cũng học hỏi được những cái kinh nghiệm của các đồng chí của các địa phương khác để nhằm chúng ta áp dụng vào những cái trong quá trình điều hành thực hiện cái nhiệm vụ để đảm bảo công tác quốc phòng trên địa bàn phường trong cái thời gian đấy. Thông qua hội thi thì cũng đã bồi dưỡng được cái phương pháp, cái trình độ cho đội ngũ cán bộ bí thư chi bộ quân sự phường. Thông qua đó thì tôi tin tưởng rằng thời gian sắp tới thì cái chất lượng hội nghị chi bộ của chi bộ quân sự phường sẽ đạt được kết quả tốt hơn và có chuyển biến sâu rộng, nâng cao được cái công tác lãnh đạo của chi bộ cũng như là chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của chi bộ quân sự phường. Hội thi năm nay được các địa phương đặc biệt chú trọng khi hầu hết thành phần ban giám khảo đều có các đồng chí thường trực quận, huyện ủy tham dự. Cán bộ tham gia thi với quyết tâm cao, chấp hành nghiêm quy chế nên kết quả hội thi rất chính xác, khách quan và công bằng. Qua đó giúp đảng ủy quân sự địa phương đã đánh giá đúng thực chất trình độ bí thư chi bộ quân sự, kịp thời tôn vinh những điển hình tiêu biểu, đồng thời rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian tới.